Kính chào quý vị và các bạn. Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng ngày mai 18 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ gần sáng mai ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, từ gần sáng mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh Bắc Bộ từ ngày mai trời chuyển rét. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thời tiết tại các tỉnh phía Nam tương đối ổn định, nhìn chung trời phổ biến ít mưa và nhiều nắng. Chính vì vậy mà quý vị có thể yên tâm khi đi du lịch khu vực này. Thông thường khi nhắc tới thành phố Hồ Chí Minh, quý vị sẽ liên tưởng đến sự nhộn nhịp hối hả của thành phố. Tuy nhiên, nếu quý vị có dịp được đi du lịch đường sông, tham quan nhà vườn, thưởng thức những món ăn nuôi trồng ngay tại các nhà vườn sinh thái trong khu vực của thành phố, thì chắc hẳn quý vị sẽ có những khám phá bất ngờ và thú vị. Bằng cano hay thuyền du ngoạn trên sông Sài Gòn, du khách có thể tham quan và cảm nhận được sự thay da đổi thịt của thành phố với những trang trại, biệt thự, nhà vườn. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi thời tiết của các vùng du lịch khác trong đất liền và hải đảo vào ngày mai. Ngày hôm nay, do chưa bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh mới, nên tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, thời tiết vẫn ổn định. Tại Điện Biên, trời không mưa, nắng ấm ban ngày, rét về đêm, nhiệt độ thấp nhất là 15 độ, cao nhất là 22 độ, với độ ẩm khoảng 80%. Tại Sapa không mưa, có sương mù, trời rét, nhiệt độ về đêm là 9 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 18 độ, với độ ẩm là 60%. Tại Tam Đảo có mưa nhỏ, đêm và sáng có sương mù khá dày đặc, trời rét, ngày có lúc hửng nắng ấm, nhiệt độ duy trì mức từ 15 đến 20 độ, với độ ẩm khoảng 90%. Bắt đầu từ ngày mai, một bộ phận không khí lạnh tràn về và ảnh hưởng đến thời tiết của các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khiến cho trời nhiều mây và có mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, đêm trời rét. Tại Hà Giang, nhiệt độ thấp nhất là 16 độ và cao nhất là 24 độ, độ ẩm khoảng 70%. Tại Hạ Long, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 17 cho đến 20 độ, với độ ẩm là 90%. Còn ở thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng, nhiệt độ trong ngày là từ 17 đến 20 độ, với độ ẩm là 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm nhiều mây, có mưa ở vài nơi, gió nhẹ. Tại Sầm Sơn, nhiệt độ thấp nhất là 21 độ, cao nhất là 25 độ, với độ ẩm khoảng 80%. Tại khu du lịch Phong Nha Kẻ Bàng, nhiệt độ dao động ở mức từ 22 đến 27 độ. Tại thành phố Huế, nhiệt độ thấp nhất là 23 độ và cao nhất là 28 độ, với độ ẩm là 80%. Thời tiết khu vực Nam Trung Bộ ngày mai mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Tại Đà Nẵng, nhiệt độ phổ biến từ 24 đến 30 độ với độ ẩm khoảng 75%. Tại phố cổ Hội An, nhiệt độ duy trì mức từ 23 đến 29 độ với độ ẩm là 80%. Còn tại khu du lịch Cáp Treo Bà Nà, nhiệt độ ban đêm là 16 độ, còn ban ngày nhiệt độ khoảng 22 độ với độ ẩm là 80%. Thời tiết các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Ninh Thuận thuận lợi cho du lịch. Tại Nha Trang, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ, cao nhất là 31 độ. Tại khu du lịch Mũi Né, nhiệt độ dao động ở mức từ 24 đến 32 độ, với độ ẩm là 70%. Còn ở thành phố Vũng Tàu, nhiệt độ trong ngày là khoảng 25 đến 33 độ, với độ ẩm là 65%. Vùng cao Tây Nguyên ngày mai mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, trời lạnh, với gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Tại Pleiku, nhiệt độ thấp nhất là 18 độ, cao nhất là 31 độ, với độ ẩm khoảng 50%. Thành phố Buôn Ma Thuột, nhiệt độ trong ngày dao động từ 19 đến 31 độ với độ ẩm là 60%. Còn ở Đà Lạt, nhiệt độ duy trì mức từ 14 đến 24 độ với độ ẩm là 60%. Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở vài nơi với gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Tại Tây Ninh, nhiệt độ thấp nhất là 24 độ, cao nhất là 34 độ với độ ẩm khoảng 50%. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ ngày đêm phổ biến trong khoảng 25 đến 34 độ, độ ẩm là 60%. Còn ở khu du lịch rừng U Minh, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ với độ ẩm cũng là 60%. Thời tiết biển tốt và thuận lợi cho tàu thuyền du lịch hoạt động. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất ở Côn Đảo là 26 độ và cao nhất là 30 độ với độ ẩm khoảng 60%. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông ở vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km với gió Đông cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất ở Phú Quốc là 25 độ và cao nhất là 32 độ với độ ẩm khoảng 70%. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết du lịch ngày hôm nay của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!